Chiều 10 tháng 7, trao đổi với phóng viên luật sư Lê Thành Kính, người bào chữa cho bị cáo Tô Anh Dũng cho biết, ông Tô Anh Dũng và gia đình đã nộp số tiền 16,2 tỷ đồng trong tổng số 21,5 tỷ đồng mà ông Dũng nhận hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu. Theo kế hoạch, ngày mai 11 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Trong đó có 21 cựu quan chức cán bộ đã nhận hối lộ gần 165 tỷ đồng để tạo điều kiện sai quy định cho các doanh nghiệp thực hiện chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo, cách ly tập trung. Ông Tô Anh Dũng được phân công phụ trách chỉ đạo Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao là đầu mối tiếp nhận hồ sơ từ các doanh nghiệp tham gia thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong thời gian dịch COVID-19. Ngày 10 tháng 7, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tiến hành điều tra một đối tượng trộm cắp tài sản khiến một người tử vong. Theo đó, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, một đối tượng đột nhập quán cà phê của anh Đê, 45 tuổi, ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để trộm cắp tài sản. Anh Đê truy đuổi thì bị đối tượng dùng dao đâm tử vong. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn nhưng bị người dân và lực lượng chức năng vây bắt. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai tên Võ Minh Đức, 30 tuổi, ngụ ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, cùng đi với một đối tượng khác đã tẩu thoát trên xe máy biển kiểm soát 63D1-21986. Cơ quan chức năng huyện Cái Bè tiếp tục điều tra vụ việc và truy bắt đối tượng còn lại đang tẩu thoát. Chiều 10 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Đức Chung về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Ông Chung được xác định với động cơ cá nhân đã quyết định công tác trồng cây trên địa bàn thành phố Hà Nội phải thực hiện theo phương thức đặt hàng trái pháp luật, cho phép trồng cây trước, sau đó mới hợp thức thủ tục đặt hàng dự toán, quyết toán sau. Hành vi sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung để một số bị can khác lợi dụng nâng khống giá cây để đưa vào hồ sơ dự toán, quyết toán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 34,7 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định ông Nguyễn Đức Chung đã vì động cơ cá nhân làm trái quy định pháp luật về đấu thầu để giúp cho công ty Sinh Thái Xanh, công ty Cây Xanh tham gia dự án trồng cây tại Hà Nội. Những công ty có mối quan hệ thân thiết với ông Chung, qua đó các doanh nghiệp đã hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Ngày 10 tháng 7, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ đối tượng Dương Phú Hiền, 47 tuổi, quê Quảng Nam về hành vi giết người. Hiền là người đã tạt xăng và châm lửa đốt chị M, 40 tuổi, quê Hà Tĩnh, tại trước một siêu thị trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một vào ngày 1 tháng 7 năm 2023. Theo điều tra, Hiền và chị M có quan hệ tình cảm nhưng xảy ra mâu thuẫn nên dẫn tới vụ việc. Ngày 10 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng là chủ và quản lý cơ sở massage ở tỉnh Bình Dương về tội mua bán người. Hai đối tượng bị khởi tố gồm K, 45 tuổi, thường trú xã Bạch Hà, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội và H, 23 tuổi, thường trú xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định trong tháng 6 năm 2023, hai đối tượng đã mua và bán N, 18 tuổi cho đối tượng Lê Văn Giáp, 37 tuổi với giá 9,6 triệu đồng. Sau đó Giáp tiếp tục bán N, cứ thế N bị mua bán qua tay nhiều lần. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin, trước đó ngày 26 tháng 6, tổ công tác thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ 3 nghi phạm đưa một người sang biên giới để bán cho một công ty tại Campuchia với giá 18 triệu đồng. Xác định đây là đường dây mua bán người, lực lượng biên phòng đã xác lập chuyên án và tiếp tục điều tra bắt giữ thêm 4 người. Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt giữ 9 bị can. Ngày 10 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan an ninh điều tra đang tạm giam các bị can thuộc công ty cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương gồm Nguyễn Đỗ Lăng, tổng giám đốc, Phạm Duy Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị, Huỳnh Thị Mai Dung, vợ ông Lăng, Nguyễn Thị Thanh, kế toán trưởng, Phạm Thị Đức Việt, phó trưởng phòng dịch vụ khách hàng để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Kết quả điều tra bước đầu xác định trong thời gian từ ngày 4 tháng 5 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng và Huỳnh Thị Mai Dung chỉ đạo các đồng phạm sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại ABS để liên tục mua bán tạo cung cầu giả và giá đóng cửa mới, để giá cổ phiếu ba mã ABI, ABS, IDJ tăng bất thường. Cơ quan an ninh xác định hành vi thao túng cổ phiếu của nhóm đã thu lợi bất chính hơn 157 tỷ đồng. Theo đội cảnh sát giao thông đường sắt, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng, khoảng 11 giờ 54 phút ngày 10 tháng 7, đoạn khu dân cư thuộc xã Lê Thiện, huyện An Dương hướng quốc lộ 5 xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Theo đó, chiếc xe ô tô 7 chỗ do anh Trần Như Đông, 38 tuổi, ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, chở 4 người chạy từ khu dân cư thuộc xã Lê Thiện, huyện An Dương, ra quốc lộ 5 qua lối mở sát trạm thu phí, thì va chạm với tàu khách LB3 chạy từ Hà Nội về Hải Phòng. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị tàu đâm lao xuống ruộng lúa, nát phần đầu và đuôi. Các hành khách cùng lái xe bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó bà H, 69 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương tử vong trên đường đưa đến bệnh viện. Theo đội cảnh sát giao thông đường sắt, lối mở từ xã Lê Thiện ra quốc lộ 5 là điểm đen tai nạn có nhiều phương tiện qua lại nhưng không được lắp battery tự động.